fucking weird. Hello. Chị nhắn cho Phú giúp em nha. Sáng nay em không có đi làm gì. Có việc chứ. Đi vậy. Thứ bảy phải đi làm hả? Có vậy. Chủ nhật làm không? Không. Xong để chủ nhật đi. Chủ nhật em sợ đông quá. Trời ơi, thứ bảy chủ nhật nó không giống nhau à. Mà đi thứ bảy đi, chủ nhật nghỉ cũng được. Nhưng mà em lại phải xin nghỉ. Nghỉ đâu có trừ tiền đâu sao. Ủa vậy hả? Thank you.
Đúng vào trong nước nóng này. Đúng vào trong nước nóng này.
đi xuống bắn cho bạn mấy cái nốt mụn viêm này nha. Trong người em có bị nổi mụn không? Có. Lâu chưa? Lâu rồi chứ. Nắm ghê vậy chứ. Cái mụn ảnh nó đỡ rồi đó, nhưng tự nhiên nó lên viêm lại chứ.